Alo Nam, đã quay trở lại kênh HVN 1957 TV. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các anh em một con app học lái xe xa hình, thực hành lái xe xa hình. Giống như bên ngoài ta học ở bên ngoài, như thực tế bên ngoài, trước tiên ta vào để không mất thời gian để các anh em mình vào cửa hàng CH Play, cài đặt học lái xe hình 3D như mình đã tải về thì mình chỉ mở lên thôi. Đó, đã vào app. Trước tiên ta muốn thi, ta chọn hạng B, sau đó ta quay ra. Bài thi tiếp theo, bài thi nhường đường cho người đi bộ. Bánh xe để vạch. Xin chúc mừng bạn đã đạt. Nói chung là bài số 4 này rất khó đạo đậu các bạn. Thi mấy lần trượt, mình đi thứ ba bài 1 2 3, còn bài số 4 thì không qua nổi. Video tới đây cũng là kết thúc. Mong các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like nhé, một lượt chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến với kênh của mình. Bánh xe bạn đã đi rồi, hãy quay xe.